Tại nhà ga Lucerne, tụi mình bắt một chuyến tàu để bắt đầu hành trình tham quan núi Rigi. Đây cũng là địa điểm tham quan đầu tiên của tụi mình khi đặt chân đến Thụy Sĩ. Đây là nội thất của tàu nè. Ở đây có một quầy bán đồ ăn tự động 9-8 một cái bịch. Đó. Một chai nước Coca là 3 phân rưỡi. Cái Red Bull. Ở đây có cà phê, cà phê có giá không nhỉ? À, 3 phân hoặc ơ. Bấm vô select. Hay bỏ tiền xu vô rồi bấm. Có thêm đường sữa, có ly, có trà ly này, bên đó là nắp, bên này là ly. Đây là cái to này người ta kêu là bistro. Còn ở đây có cái bình chữa cháy, có cái bảng. Ở đây có cái nhà vệ sinh nè chồng. Có nhà vệ sinh phải không? Ừ. Nhà vệ sinh cái xe lăn hả? À biết. À đúng rồi. Nhà vệ sinh. Ở đây em thấy cà phê giá cũng được nè chồng. Ví dụ latte macchiato 3 ảnh ghi phan với anh là sao em? Mà nó phải xu hả? Tiền giấy được không? Nghe các bước cạc nè. À, chắc không có tiền giấy nó phải xu. Bước bước 1, chọn bước 2 để cái ly vô. Để bài học năm xưa. Bước 3 bỏ tiền. Lộ trình của tụi mình sẽ đi như sau. Từ ga Lucerne tụi mình sẽ bắt tàu đi tới trạm Artgondold và sau đó thì mới bắt một chuyến tàu leo núi khác để leo lên tới được đỉnh Rigicum.
sao. Sau khi ngồi tàu khoảng nửa tiếng thì tụi mình xuống và di chuyển đến ga Asgondo hay Asriban. Ủa sao qua đó ta? Bên đó thì nó kêu chỉ đi ghi vậy. Vậy đâu đó hả? Hay là đi cái màu xanh đó? Không biết. Mọi người có thể vô cái nhà màu vàng này để mua vé đi lên đỉnh Rigi. Giá vé cứ khứ hồi là 36 franc. Còn nếu mà mình có cái half fare travel card hay là Swiss pass á, thì được giảm một nửa giá vé. Nhưng mà tụi mình thì có cái vé là Swiss travel pass cho nên được miễn phí đi lên đỉnh Rigi luôn. Mọi người có thể vào trang rigi.ch để mà xem thêm thông tin về giá vé cũng như là các cái khuyến mãi. Anh lại được không? Ngồi đâu? Ngồi là không biết luôn á. Hay cứ ngồi bên đây đi. Có nhiều cách để lên đỉnh núi Rigi như là đi cáp treo từ Vegas hoặc là đi đường tàu răng cưa chặn Visno Rigi Cum mất 30 phút hoặc là đi đường tàu răng cưa chặn Gondo Rigi Cum mất 40 phút. Đây cũng là lựa chọn của tụi mình. Dọc đường tàu leo núi có thể ngắm những đồng cỏ xanh mướt mắt bao la, mấy con dê, con bò thung thăng nhặt cỏ. Những ô cửa kính rất lớn phục vụ cho mục đích ngắm cảnh suốt dọc đường đi. Nếu có sức khỏe tốt và yêu thích hòa mình cùng thiên nhiên cây cỏ thì mọi người có thể tự đi bộ leo núi. Có nhiều cung đường hiking lên núi Rigi, lỡ mà mệt và mỏi chân thì cũng không lo, vì có thể ra trạm để bắt tàu. Ở đây mình thấy có nhiều khách sạn ở giữa lưng chừng rừng núi như vậy nè, chắc là để phục vụ cho mục đích nghỉ dưỡng á.
mà giá thì chắc cũng mắc ạ. Nhiều người nói đi chỉ cho mệt và lên tàu ngồi cho khỏe, nhưng mà cảm giác mệt nhưng mà vui, cảm thấy mình nhỏ bé giữa núi rừng cũng thích lắm. Sau khoảng 40 phút thì chiếc tàu màu xanh này đã đưa tụi mình lên tới đỉnh Rigi. Tuyến đường sắt leo núi Rigi là tuyến đường sắt leo núi đầu tiên ở châu Âu. Nhờ phát kiến của kỹ sư Niklas Rickenbach mà tuyến đường sắt leo núi đầu tiên đã lăn bánh vào năm 1871. Tuyến đường sắt leo núi này mang theo niềm mong ước của ông: tôi muốn đưa mọi người từ khắp nơi lên đỉnh núi Rigi, để tất cả chúng ta có thể thưởng ngoạn sự hùng vĩ và tươi đẹp của vùng đất tuyệt vời này. Công trình này của ông ngày nay đã trở thành phương tiện phục vụ biết bao nhiêu du khách. Anh nói là giọng lớn lớn. Ở dưới giờ nắng nhưng mà hồ nó vẫn không xanh. Yeah. Anh lên đây hô theo ở cho ở trên đây luôn. Đi hai trên cái núi này. Có ghế nặng kìa.
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh.
mọi người đã từng nghe về soft fascination chưa? Ví dụ như là tản bộ trong rừng, ngồi ở công viên, ngắm dòng nước chảy, nghe tiếng gió rì rào. Soft fascination cho mình thời gian tạm nghỉ, vô thức chào đón những điều mới mẻ thay vì mãi miết cố đạt cho bằng được. Nhìn mấy ngọn cỏ đông đưa thế này, trong lòng mình như có cơn gió mát lành thổi qua. Frank Lloyd Wright đã từng nói, học tập thiên nhiên, yêu thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên và thiên nhiên sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Việt Nam đi rồi. Không có gì. Du lịch đến những vùng núi Thụy Sĩ, thỉnh thoảng bạn sẽ nghe tiếng chuông như thế này, nhưng đó là từ cổ của những con bò trên đồng cỏ mênh mông. Ai mắc tao vậy? Ủa còn tiếng nữa hả? Ủa lâu vậy? Vịt nâu ở dưới kìa. Tao vịt nâu màu trắng á. À nó mới hú quá.
pills and many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was put right across. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Sau khi chơi đã đời trên đỉnh Rigi, bây giờ tụi mình lại bắt tàu để quay về. Bận về thì kế hoạch của tụi mình là sẽ đi về trạm Việt Nâu, rồi bắt tàu thủy để đi trên hồ Lucerne về lại trung tâm thành phố. Cho nên mọi người thấy là chuyến tàu này cái màu nó khác với cái chuyến tàu hồi bận lên của tụi mình. Cái chuyến tàu bận lên đó là nó đi từ trạm Gondou, cho nên là nó có màu xanh. Còn cái chuyến tàu này là đi về trạm Visnou, cho nên cái màu của nó khác. Trời ơi, mới lên núi à. Mới là bạn giờ sức quá là thân giúp. Ủa sao đi xấu rồi? Tụi mình đã lên tàu để chuẩn bị đi về rồi nè. Thì thấy có cái gia đình kia mới vừa xuống tàu, chưa kịp đi chơi gì hết trơn á, thì cái xe đẩy của em bé bị xước cái bánh. Bây giờ người cha phải ngồi sửa, còn ba mẹ con đứng chờ không biết làm sao luôn á. Trời, đi chơi mà xuống quá à. Giờ sao? Sao quá. Vô giọng. We would like to welcome you aboard train service to Vietnam. To Vietnam. A scenic journey. Vietnam, to visit. To visit now. Now. To visit now. Der nächste Halt, Rigi Staffel. Next stop. Đường xuống này nó khác cái đường lên hồi nãy, cho nên bây giờ tụi mình có thể ngắm Rigi ở một góc khác nữa. Đang đưa tụi mình tiến gần hơn tới hồ Lucerne. Lát nữa tại trạm Visnou thì tụi mình sẽ bắt một cái chuyến du thuyền để đi trên hồ Lucerne và thưởng cảnh. Mọi người nhớ vào xem video đi du thuyền trên hồ Lucerne của mình nhé. Nhà này cũng nghiêng à. Có xích đu rồi đấy. Hai đường khác. Phía sức tủ. Ngoài
Next stop on request, Gomiti Felsenthor. Dạ, nó đang có dùng mũi. Ôi, anh thấy tên núi của em nè, nó kìa. Rồi bu nó quá trời. Gặp điện thoại ở đây. Đúng là quay. For longer, through his phone. Next stop on my quest, through his phone. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong chuyến hành trình khám phá núi Rigi. Mọi người nhớ nhấn nút đăng ký và chuông để ủng hộ Little Five và xem thêm nhiều video trong tương lai nha.